Xin chào các bạn, hãy đến với bản tin Từ nhà ra ngõ Showbiz. Lâu nay, Lý Nhã Kỳ vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm khi chưa bao giờ công khai người đàn ông của mình. Thế nhưng mới đây, người đẹp bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân thông tin cô và bạn trai đã chia tay sau 9 năm khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Không nói nhiều về bạn trai, Lý Nhã Kỳ chỉ tiết lộ lý do hai người chia tay, đó chính là vì họ không còn đủ tin tưởng nhau và muốn giữ chặt người kia ở bên mình nữa. Trong tâm thư, nữ diễn viên viết, 9 năm của một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay, nhưng bởi sự thật rất đáng buồn lẫn đáng tiếc, đến lúc phải buông ra. Trong một lúc tĩnh tâm, tôi chỉ muốn nói tôi và Phúc đã chia tay được một thời gian sau 9 năm, đó đã là một quãng thời gian đủ đẹp để có thể cất vào ngăn kéo. Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là một bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được, còn hơn là không bao giờ. Lý Nhã Kỳ cho hay, 9 năm trước, khi cha mất, bản thân đã phải tự bươn trải qua nhiều khó khăn, vui buồn và trưởng thành. Đó là khi người bạn trai tên Phúc xuất hiện. Người đẹp cũng hé lộ những thông tin hiếm hoi về bạn trai bí mật suốt 9 năm qua, là một người đầm tính, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Theo Lý Nhã Kỳ, bạn trai cô rất tế nhị, chưa bao giờ tạo cho cô bất cứ một áp lực nào. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tự hào khi bạn trai của mình trẻ tuổi nhưng tài cao và có chí hướng lớn. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Lý Nhã Kỳ từng úp mở chuyện sẽ làm đám cưới với bạn trai. Cô không giấu được niềm hạnh phúc, hứa sẽ mất công việc để dành thời gian cho người yêu và không trốn tránh chuyện lập gia đình nữa. Thế nhưng thời gian qua, có thể thấy Lý Nhã Kỳ thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Vì vậy mà thông báo chia tay người yêu mới đây của Lý Nhã Kỳ đã được nhiều người thân, bạn bè an ủi và chia sẻ. Mới đây trong phần thi tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019, phần trình diễn của Hoàng Hạnh đã ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Không phải vì bài hát, cũng không phải ở phong thái trình diễn, mà chính là ở giọng hát không thể tệ hơn của đại diện Việt Nam. Tại phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019, đại diện của Việt Nam, Hoàng Hạnh đã khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện ca khúc Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Ca khúc này gắn liền với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Ngày hôm nay thanh thang con đường luôn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui, theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu. Tàu Anh Qua Núi là một bài hát khó, nên với giọng hát khá ngang và hụt hơi liên tục, khán giả nhận thấy ca khúc này đã vượt quá tầm xử lý của người đẹp sinh năm 1992. Hoàng Hạnh đánh mất kiểm soát hoàn toàn ngay khi bắt đầu bài hát. Sự trực trạc trong cao độ đã khiến tiết mục trở nên hài hước khi tranh phô liên tục. Những quãng giả thanh đòi hỏi sự tròn trịa, vang sáng nay đã trở nên méo mó, nét cứng như bị ai bóp nghẹt. Tiết mục của Hoàng Hạnh bị đánh giá là thảm họa và gây chú ý trong phần thi tài năng này. Dù đã thể hiện rất tốt trong các phần thi trước như giải vàng trang phục đi biển, giải đồng người đẹp thân thiện, giải đồng quốc phục, nhưng có lẽ cũng chẳng thể cứu nổi Hoàng Hạnh khỏi những nhận xét không mấy dễ chịu dành cho giọng hát của cô. Mới đây, trang QQ đưa tin cha mẹ của Suli muốn thừa hưởng toàn bộ gia tài của con gái, không muốn chia đều cho những người thân khác. Showbiz Hàn vẫn chìm trong không khí đau thương sau cái chết của Choi Suli. Việc nữ ca sĩ treo cổ tự tử vì trầm cảm đã khiến nhiều người bàng hoàng, bạn bè thân thiết đau lòng. Trong lễ tang của cô, theo ghi nhận chỉ có hai anh trai đứng chào khách trong khoảng thời gian người hâm mộ vào viếng. Trên bản điện tử, chủ tang lễ là mẹ cô, bà Kim Soo Jung, không có sự hiện diện của cha nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau đám tang, cả cha và mẹ của Suli đều tham gia vào cuộc chiến giành tài sản thừa kế của con gái. Theo bài đăng trên QQ, cha mẹ vẫn là người giám hộ hợp pháp trên giấy tờ của ngôi sao quá cố. Vì vậy, hai người đều có quyền thừa hưởng tài sản do cô để lại. Nổi tiếng từ năm 11 tuổi, Suli sở hữu khối tài sản ước tính từ 1 đến 5 triệu đô, gồm nhà riêng, xe hơi, trang sức, tiền tiết kiệm. Ngoài ra, Suli còn có quyền hưởng lợi nhuận từ bản quyền các bài hát từng phát hành cùng FX và những bộ phim cô từng tham gia. Chỉ riêng căn biệt thự vườn tại thành phố Sangnam, Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi cô tự tử, cũng có giá trị bất động sản lớn. Tuy nhiên, sau khi nữ ca sĩ qua đời, nguồn tin thân cận tiết lộ cha mẹ cô đang tranh giành quyền thừa hưởng và không muốn chia tài sản cho những người thân khác như hai anh trai và ông bà. Trang này tỏ rõ sự thương xót khi cha mẹ ngôi sao quá cố không để tâm nhiều đến cái chết của con mà chỉ chú tâm vào quyền thừa kế. Bạn nghĩ sao? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh Việt Nam Net để cập nhật thông tin mỗi ngày nhé.